chấp 249, đã có gia đình mà tôi trân quý. Là băng là được mình và ca ca chuộc ra từ Thanh Lâu, sợ rằng con bé nhớ lại những chuyện cũ sẽ đau thương nên cũng chưa từng hỏi qua về vấn đề này. Là băng rốt cuộc là người ở đâu, ngay cả chúng tôi cũng không biết. Không nhớ nữa ạ. Từ khi mình có thể nhớ được, mình đã người của Thanh Lâu ở huyện Táo Lê rồi. Được ma ma ở đó đích thân dạy dỗ nuôi nấng, sau đó vào năm 13 tuổi, gặp được một vị công tử người đó đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua lại mình. Nếu phụ mẫu đã đem mình bán vào Thanh Lâu thì mình cần gì phải nhớ nhung về họ chứ? Dù sao thì bây giờ mình cũng có một gia đình mới, có những người thân luôn quan tâm mình. Như vậy à? Nếu như có cơ hội, ngươi nên dành thời gian để đến Bạch Lộc Lâm ở Lộc Châu một chuyến, có lẽ ở đó sẽ có cái gì đó đang đợi ngươi. Lại ra vẻ bí hiểm, sự đệ đừng mắng ta. Việc này liên quan đến bí mật của một người bạn cũ của ta và lại ta cũng mới chỉ là suy đoán thôi, cho nên không cách nào nói rõ được. Bạn cũ, Lộc Châu, còn có chuyện thế này ư? Bạch Lộc Lâm ở Lộc Châu. Lộc Châu là một trong bốn châu lớn của thiên huyền giới, chưa từng đặt chân đến đó. Ngươi là? Nó là đồ đệ duy nhất của Lộ Triều Ca, tên là Hắc Đình. Hắc Đình, sao ngươi? Đứa trẻ này bị khí đen bao quanh. Hơn nữa, tu vi của đứa trẻ này rõ ràng là rất cao, nhưng mọi thứ trên người hoàn toàn không hề tương xứng với tu vi tứ cảnh này. Chỉ duy nhất cảnh giới là đã phá tứ cảnh, và lại. Mình nhớ là Tiểu Lê Tử đã giới thiệu thằng bé rồi, nhưng nhất thời lại không nhớ ra được, phải nhờ sư đệ nhắc nhở mới. Một sự tồn tại yếu ớt như vậy cũng không bình thường lắm. Quả thật có vài phần cổ quái, ngươi qua đây. Nhắm mắt lại, tĩnh tâm. Vị tiền bối đệ nhất Thanh Châu này, liệu có phát hiện ra bí mật trong ảnh tử của mình không? Liệu có biết việc mình hấp thu linh hồn ngọc không? Sẽ làm liên lụy tới sư phụ ư? Được rồi, kết thúc rồi. Nhìn dáng vẻ hình như là không phát hiện ra bí mật của hồn ngọc. Thể chất của ngươi rất kỳ lạ. Với lại ta vừa dùng thuật vọng khí, phát hiện trên người ngươi tràn ngập khí đen. Tràn ngập khí đen? Tràn ngập khí đen cũng là khí vận sao? Khí đen ngập trời? Khí đen ngập trời là cái gì vậy? Có thể ăn không? Kaka từng nói Hắc Đình bị coi là có ma căn nghiêm trọng. Không lẽ nào hôm nay lại bị kiếm tôn sư bá nhìn thấu rồi ư? Hắc Đình sư huynh là một người rất tốt, tuyệt đối không phải là người xấu bị khí đen bao quanh. Kiếm tôn sư bá, ngươi sẽ làm gì với Hắc Đình đây? Trà hết rồi. Được được, rót cho đệ đây. Thuật vọng khí, khi còn trẻ đã nói với huynh là đừng có say mê vào thứ này rồi mà. Nhìn vào ai cũng thấy đủ các loại màu sắc, ta hỏi huynh khí tím, khí đỏ, khí đen những thứ đó có ý nghĩa gì chứ? Bản thân huynh cũng không nói được nguyên do vì sao, cũng chỉ là nhìn thấy đẹp thôi à. Không có gì cả, khí đen ngập trời thì khí đen ngập trời thôi, nó cũng chỉ là một loại khí cơ bí ẩn và không thể giải thích, cũng chẳng ai có thể nói rõ ràng được. Phù, may mà kiếm tôn sư bá không làm gì cả, uống trà đi, đừng làm nhảm nữa. Mấy con bận gì thì cứ làm đi, không cần phải ở cùng với hai ông già này đâu. Tiểu Lê Tử, con ở lại đây là được rồi, để lát nữa huynh ấy sẽ chỉ điểm cho con. Đồ đệ mà huynh ấy dạy mặc dù không bằng ta, nhưng dù gì cũng là kiếm tôn, con lắng nghe thêm cũng không có gì xấu cả. Sư phụ lại nói khoác mà không biết ngượng rồi. Cùng lúc đó, Lộ Chiêu Ca vẫn chưa biết rằng kiếm tôn một trong bốn người mạnh nhất trên thế giới đang ở Mặc Môn. Nếu không thì hắn ta đang phải lo lắng về phần mộ thờ cúng Tiểu Ngao Minh liệu có bị kiếm tôn phát hiện ra không rồi. Ngày mai là có thể đến được núi Xuân Thu rồi. Núi Xuân Thu. Vừa nghĩ đến núi Xuân Thu là lại nhớ ra biết bao chuyện cũ trước đây. Chẳng hạn như núi Xuân Thu thực ra là một môn phái do nữ giới làm chủ. Các tỷ muội người nào người nấy vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ, quả thực là một thiên đường. Suy cho cùng thì người sáng lập ra môn phái này cũng là một nữ tử, mà các đời thánh chủ trước đây cũng là nữ tử. Nhưng, tất cả nữ tử ở đây đều vì công pháp đặc biệt mà có tính tình quái gở. Núi Xuân Thu, cõi phúc của nam nhân, thiên đường thế gian, tiếc là ai ai cũng muốn đánh người. Không biết là Chiêu Ca ở núi Xuân Thu này sẽ xảy ra những chuyện gì đây? A. Đương nhiên là bị đánh đập rồi. B. Không có chuyện gì cả. C. Nếu chọn B tôi sẽ kỳ thị hắn. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người.
Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.